Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm nước một pha điện 220V, chất lượng là tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu, có chứng chỉ chất lượng COCQ, đầu bơm bằng gang cao cấp, trục bơm và cánh bơm bằng thép siêu bền. Công suất 0.75kW, 1HP một ngò. Có đường kính ống hút là 49mm, đường kính ống xả là 49mm. Tên mã bơm là 1.5DK20. Thông tin vận hành và tem sản phẩm như sau: tại độ cao 17m thì bơm được 20m³/giờ. Trọng lượng của máy bơm là 10,5kg. Sau đây là hình ảnh bên trong hộp cực. Ngoài ra chúng tôi còn có mọi loại công suất và chủng loại bơm 220V phổ biến khác. Xin mời tới cửa hàng của chúng tôi để được tư vấn. Sau đây là hình ảnh kho xưởng văn phòng của chúng tôi. Sản phẩm được bảo hành tại 3 miền Bắc Trung Nam. Ngoài thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984 60 1133. Xin cảm ơn.